Xin chào mọi người. Em Thủy quay cho mọi người cây chanh tứ quý nha các bác nhá. Chanh tứ quý siêu VIP luôn. Các bác nhìn này. Cao cây rơi khoảng 3 mét cả chậu. Cây cực kỳ VIP các bác ạ. Hàng tán thông, tán đào hoàng đã làm tán về, các bác chỉ việc tưới nước và ngắm cây thôi. Bây giờ để tìm một cây chanh mà tứ quý mà dáng rất đẹp như cây này của nhà em thì nó không dễ kiếm đâu. Em chỉ có 3 cây đẹp nhá. Ở đây em có 3 cây đẹp. Bởi vì bây giờ cái quả chanh ấy nó vẫn là cùng với màu lá nên là khi nó sẽ lẫn vào màu lá này. Đấy. Cái chanh tứ quý này thì nó có cái ưu điểm của nó là hoa quanh năm. Các bác cứ trồng cây này, các bác chỉ cần tưới nước thôi, tưới nước là cây nó sẽ ra hoa và ra quả. Bây giờ đang là quả này thì lại kế tiếp nứa hoa, các bạn nhìn thấy này, bây giờ bắt đầu đang chuẩn bị một nứa hoa này. Bây giờ cây đang bật lộc này, bật hết nứa lộc này là bắt đầu là cây nó sẽ ra một nứa hoa tiếp. Các bạn chơi từ giờ đến Tết luôn. Từ giờ đến Tết quả nó sẽ to như là cái nắm tay và nó sẽ vàng ươm luôn. Quả chanh từ quý này nó chuyển thành màu vàng ươm luôn nha các bạn nhé. Và nó còn ra hoa, từ giờ đến cuối năm nó sẽ ra hoa và nhìn ra nhiều quả nhỏ kế tiếp nhau nữa nhá. Nó cứ hết lứa hoa này lại kế tiếp lứa quả mới, hết lứa quả lại kế tiếp lứa hoa mới luôn. Đấy là ưu điểm của dòng chanh tứ quý so với các dòng cây cảnh khác như bưởi. Các bạn chơi hết lứa, các bạn phải cắt quả đi thì cây nó mới ra hoa và bắt được lứa mới. Cây này thì không, kể cả trên cây nó đang có quả như này thì nó vẫn ra hoa bình thường nhá. Chanh tứ quý hoa quả quanh năm. Ở nhà em còn chỉ còn 3 quả đẹp thôi, à 3 cây đẹp. 3 cây cỡ cùng một cỡ đẹp như thế này dành cho các bác nào về set up biệt thự sân vườn này. Quả nó rất là sai nhá, bởi vì bây giờ màu quả với cả màu lá nó cũng tựa tựa như nhau, xem như nhau. Đây là nhìn hơi khó nhìn một tí nhưng mà cây thì rất là đẹp này. Ai ưng thì chốt đơn chuyển màn hình gửi vào số điện thoại em Thủy đầu kênh là 969162214 với em. Đây. Cây rất là đẹp này. Rất là đẹp nhá. Bác nào mua hàng thì IB ngay cho em Thủy, cho số điện thoại em Thủy đầu kênh nhá. 3 cây đẹp. Cây này là 1 nhá, cây này là 1 này. Cây này là 2 này. Cỡ to như nhau. Cây này là 3 này, ngoài ra các cây khác là nhỏ hơn. Thì bạn nào các bác có thể mua chọn một đôi, một cặp. Các bác mua các bác có thể chọn một cặp được nhá. Đây. Cây như này thì giá nó chỉ có 14 củ ấy nhá, 14 củ. Ngoài ra vườn em có một cây này rất là đẹp độc lạ này. Đây là một cây quýt. Một cây quýt này. Một cây quýt bên trên quả cầu, bên dưới cái hình cái tay đỡ, cái bàn tay ấy, đỡ cái quả cầu rất là đẹp luôn. Rất là độc lạ. Cây này là 35 củ. Cây này là 35 củ này. Bác nào quan tâm thì IB ngay cho em Thủy theo số điện thoại em Thủy đầu kênh nhá.